Con chào cô nhá. Con đi phát khẩu trang á cô. Vâng. Dạ. Những người như này là đáng để cho mình tôn trọng. Đây con phát cho cô hộp khẩu trang nhá cô. Cảm ơn các con ha. Vâng. Con hiểu nhá. Dạ, làm tới giờ này mà chưa nghỉ nữa à cô? Không, chưa, không còn lâu. Mấy giờ cô mới nghỉ? 10 giờ cô đây về. Vâng. 10 giờ cô đây về cô phải có bắp ra, cô phải về đây. À vâng, vậy chúc cô nhiều sức khỏe nhá. Cho đi phát khẩu trang nữa. Dạ dạ. Vâng. Con phát cho cô khẩu trang này cô. Con. Dạ. Cô là vô gia cư à? Cô có nhà không? Có, còn muốn nhà khổ lắm con. Dạ, nhớ đeo khẩu trang vô để đề phòng dịch bệnh nhá. À, anh chạy ráp à? Anh này chạy ráp thì tiếp xúc nhiều người này, nên là cho anh này một hộp khẩu trang. Ờ, khách lên xe mình nhá, mình cho khách đeo á anh. Dạ, chú cho, chú trẻ, chú cho, cái đóng rồi, dạ, chú cho, không cho, hả? Dạ, chú không cho, trẻ cũng cho, quay lại vô đi. Dạ, chú cho. Làm gì đó. Thì mấy cái người này á, là hồi nãy đi vô xin khẩu trang mình, nhưng mà mình kêu á, là cứ ngồi yên một chỗ đi, tại vì bây giờ đang có dịch, không có tụ tập đông người lại, mình cứ ngồi yên một chỗ đi rồi mình cho. Mình nói vậy thôi, bây giờ chửi anh em mình luôn. Những cái người này là không có đáng để mình cho luôn á, dù chỉ là một cái khẩu trang. Xin qua bên này chúc thì đêm tối nay đi luôn. Hộp này 50 hộp đúng không? 50. 40 ngàn một hộp à? 2 triệu. Còn cái kia bao nhiêu? Cái này 40. Là tất cả 4 triệu luôn đúng không? À. Đi. Chào tất cả mọi người nhá. Thì mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là anh em mình đang có mặt tại nhà của mình luôn. Phòng trọ chứ không phải nhà nhá. Đây là cái kiosk mình thuê thôi. Thì đây cũng là cái nơi mà làm việc hàng ngày của anh em mình nhá. Thì là ngày hôm nay là khoa đơn cái giao khoa. Ngày hôm nay là anh em mình ở trong cái video trước á, là mình đã nói với mọi người là anh em mình đi phát khẩu trang cùng chú Điệp chạy ráp á. Thì mình có mua 2 thùng khẩu trang gồm 2 loại. Đây. Thì mình sẽ đi phát cho những người nghèo á mọi người. Tại vì khẩu trang thì nó cũng chỉ là một cái món quà này thì cũng chỉ là một cái món quà nhỏ thôi, nhưng mà nhiều khi người nghèo người ta cũng không có tiền người ta mua khẩu trang á mọi người. Nên là anh em mình đi phát. Chung là mình đi qua mới gặp mấy cái người mà vô gia cư ngoài đường á, mình sẽ phát cho mỗi người một hộp luôn. Thường thường người ta phát mỗi người một hộp luôn hả? Ừ. Thường thường người ta tổng cộng này là 100 hộp, là mình sẽ phát cho 100 người. Chung là mình sẽ đi, đầu tiên mình sẽ đi rồi mình xem là ở trên đường thì có nhiều người hay không. Nếu mà nhiều người thì mình phát cho mỗi người 3-4 bọc. Tại vì ở bên trong này là có 5 bọc đúng không? 5 bọc. Một hộp thì có 50 cái nha mọi người. Đây. Đó. Là có 5 bọc. Nếu mà nhiều người thì mình phát cho người mỗi người 1-2 bọc được rồi. Còn nếu mà ít thì mình phát cho mỗi người một hộp luôn. Đây khẩu trang 4 lớp với các là đảm bảo an toàn nha mọi người. Mình hẹn chú Điệp mấy giờ vậy? Hiện chủ đề 5 giờ. Giờ anh em mình nói chào mọi người xong rồi thì mình tranh thủ anh mình qua bên đó luôn. Thì mọi người cùng tiếp tục đồng hành cùng anh em mình trong video này nhá. Bây giờ mình sẽ qua bên đó rồi mình gặp chú Điệp á. Thì tại vì trong video hôm qua là mình có hẹn chú Điệp và mình nhờ chú Điệp là đi phát khẩu trang cùng anh em mình. Tại vì cái động lực để anh em mình phát khẩu trang á, là do một phần là mình thấy chú Điệp á, chú già. Rồi chú già rồi chú cũng nghèo nữa mà chú chạy xe ôm miễn phí, chú chở khách những người mà khó khăn á. Nên là anh em mình cũng thấy cảm động trước cái hành động của chú. Với lại một phần nào là thực tế anh em mình thấy có rất là nhiều người mà cũng không có khẩu trang, cũng người nghèo. Nên là anh em mình đi phát luôn nhá. Thì mọi người đồng hành cùng anh em mình trong video này nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đi qua bên đó. Băng keo rồi. Khoa đưa anh cột băng keo khoa. Cột lại. Biết là tình hình dịch bệnh rất là khó khăn luôn, anh em mình cũng rất là sợ luôn mọi người. Nhưng mà anh em mình phải đi thôi.
Nói chung là tặng quà hay tặng cái gì, tặng quà hay là tặng đồ ăn, đồ uống thì mình tặng lúc nào cũng được. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn này là cái này là quan trọng, hơn là tất cả. Phòng bệnh hơn chữa bệnh nha mọi người. Như hồi quý nhớ hồi năm ngoái mà lúc mà dịch bệnh mà tới mà không kịp xoay sở mà khẩu trang lên 200.000 một hộp không? 200.000 một hộp mọi người, anh em mình có quay video cho mọi người xem đó. Là 200.000 một hộp khẩu trang luôn. Còn cái này là anh em mình mua có 40.000 một hộp à. Chung là anh em mình mua 2 thùng là hết 4 triệu. Tại vì cái kinh phí của anh em mình có giới hạn á, nên anh em mình chỉ phát vậy thôi. Chung là phát 100 hộp thì cũng nhiều đúng không? Sao không thấy ta? Đâu rồi, đây. Sao mà chở được qua bên Sài Gòn này chứ? Chắc chia nhau, chia nhau. Chứ còn mà nói chứ chú mà đi là chú thấy có nhiều người lắm nha. Bây giờ là 2 thùng. Chú cháu mình hôm nay đem đi phát. Thì ok mọi người, thì nãy giờ là mình qua bên chú Điệp rồi, mình hẹn chú Điệp ra đây rồi. Thì sáng giờ chú chạy được nhiều không? Đó thì chạy được mấy trăm nghìn đó. Mấy trăm? Bữa nay chạy được bao nhiêu? Rồi 200 mấy là đủ ăn rồi. Rồi chế giờ có chở miếng phí người nào không? Rồi cái bảng của chú đâu rồi? Cái bảng miễn phí của chú đâu? Cái bảng chú cũng để trong đây đây cho nó gọn đây. Khi nào mình rảnh, nó bắt đầu mình mới bỏ ra đúng không? Mình lấy ra cái mình để vậy nè. Có gì đâu. Nó rất dễ chứ có cái gì đâu. Nhưng mà khi nào mình rảnh mình mới bỏ ra đúng không? Đúng rồi, mình đang chạy chở ác rồi mình nó không bỏ ra làm gì. Thường thường thì cái đường mà Cách Mạng tháng 8 là khoảng mấy giờ là bắt đầu mấy người nghèo người ta đi xin ta? Nghèo thường thường là người ta là phải từ trời vừa chút tối, có nhiều người ta đi bán giấy trốn, nhiều người đi chai. Nhưng khoảng phải tầm bắt đầu tối đúng không? 6 giờ đúng không chú? Tối là người ta làm bây giờ còn hơi sớm mọi người, tại vì anh em mình chuẩn bị trước rồi qua bên này gặp chú rồi bắt đầu anh em mình đi luôn. Chú ăn cơm nước gì chưa? Chú còn cơm ăn còn cơm kìa. Chú cũng đi lo cũng chạy hả, nó nổ cuốc mà chú lo chú đi à. Dạ. Chứ gặp cái người ta đi á là chú chở liền chứ chú không có để lâu. Vâng. Chú rửa tay không? Không, đúng rồi, cháu rửa tí luôn cho nó ấy. Mình cứ vệ sinh đi. Đang toàn đi. Đúng rồi. Mình dừng xuống mình vô đây mình ngồi mình nghỉ ngơi một tí chú. Bây tầm tối chúc mình đi, mình vô đây mình ngồi. Giúp đỡ cho người ta là có cái niềm vui của mình rồi. Thì là hôm qua cháu đăng cái video của chú lên thì người ta khen chú quá trời. Chú đáp gì tốt bụng này kia. Không phải tốt đâu, tại vì nói chung người ta tốt mình trước, mình tốt sau. Thì nói thẳng ra cái bản tính của chú cũng vậy nữa, dù bình thường cái đời sẽ cũ như vậy đó. Dạ. Chú lên chú bắt giá rồi, có tin không? Chú hỏi hoàn cảnh. Rồi bắt đầu kia nó cổ nó tới xuống cái trả tiền nó thôi chú chở gì mà chế có 30.000 có đáng đâu. Rồi cái người kia nó sao kỳ vậy, chở tôi đi xa lắm mà. Đồng ý, xa là xa nhưng mà chặt tiếng được đi về luôn để chú giúp mình nói cái câu để cho người ta có tiền vô, người ta cảm ơn chú lắm, người ta rất mến chú. Thường thường chú hay chạy là cái đường Cách Mạng tháng 8 là nó có nhiều hoàn cảnh đúng không? Đúng rồi, đường Phan Đăng Lưu cũng có nhiều. Thế là bây giờ chút xíu nữa là mình sẽ đi ra đường Cách Mạng tháng 8 đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình đi nhiều đường, cũng có nhiều đường rồi, chú thấy cũng có hoàn cảnh người ta cũng có. Dạ. Thì cuộc sống này cho đi thì nhận lại thôi. Đúng rồi. Mình giúp người khác thì người khác giúp mình. Chứ mình bo bo cũng chưa chắc là. Cái cầu này là lúc trước là cháu giúp một cái ông bị cụt chân ở đây này. Thì hiện tại bây giờ là anh em mình đang ngồi ở cầu Bình Lợi. Thì những ai xem video đầu tiên của mình thì có thể biết cái cầu này là ngày trước mình giúp chú Tuấn đó mọi người. Chú Tuấn mà lang thang mà chú bị cụt một chân, có một con chó đó. Thì ngày trước là mình giúp chú ở đây. Bây giờ là không biết chú đi đâu rồi nữa. Ngày trước giúp cho cái ông đó nhưng mà giúp cũng nhiều lắm. Nhưng mà không phải là giúp nhiều tiền mà cháu giúp nhiều lần á. Nhưng mà ông đó không có biết cố gắng như chú. Như chú này thì cháu giúp chú một lần đúng không? Thì chú... cuộc sống của chú thay đổi luôn. Còn người ta... ông kia cháu giúp mấy lần mà ông không chịu cố gắng. Cố gắng mình có điều kiện mà chứ. Nhưng lên ví dụ như cảm thấy chú cố gắng chú giúp được những người khác á, rồi lấy cái đó có niềm vui là chú đền ơn lại là có những cái tấm lòng của người ta đó. Dạ. Thay như người ta không đi được. Do bản thân mình biết cố gắng đó chú ạ. Nói chứ cuộc sống mà ví dụ như có vậy chung mình thấy mình cũng vui.
Đó. Với lại cái... con thấy mà giúp người xong mà thấy hoàn cảnh nó được phát triển khá hơn thì con cũng vui nữa. Thì bây giờ là anh em mình cả chú Điệp á bắt đầu đi phát khẩu trang nha mọi người. Đi dọc con đường này có rất là nhiều người vô gia cư, người nghèo luôn mọi người. Phát khẩu trang thôi hả? Đúng rồi, chỉ phát khẩu trang thôi. Từ từ phát, từ từ thôi chú. Được rồi, phát đây em chia đều ra nhiều người. Vậy được rồi, đi. Nay phát rồi mà. Dạ. Nhớ đeo khẩu trang vô để đề phòng dịch bệnh nhá. Đi đằng trước này chú Đẹp. Bây giờ mọi người cứ ngồi im một chỗ đi, em đi phát từ từ, mọi người cứ ngồi im một chỗ đi. Nhớ đeo khẩu trang vô đề phòng dịch bệnh nha chú. Ờ, rồi đi đi. Chú lượm ve chai à? Ờ. Con phát cho cô khẩu trang này cô. Dạ. Cô là vô gia cư à? Cô có nhà không? Có, con muốn nhà, khổ lắm con. Dạ, nhớ đeo khẩu trang vô để đề phòng dịch bệnh nha. Đúng, phải đeo khẩu trang vô. Dạ, dạ. Sao anh? À, anh chạy ráp à? Anh này chạy ráp thì tiếp xúc nhiều người này, nên là cho anh này một hộp khẩu trang. Ờ, khách lên xe mình nhá, mình cho khách đeo á anh. Ờ. Biết rằng là ai cũng cần khẩu trang. Chú vô đây luôn chú Đẹp. Biết rằng là ai cũng cần khẩu trang, nhưng mà mình xem những người nào thực sự nghèo mình mới phát mọi người, chứ mình không có phát hết tất cả cho mọi người ở đây được, tại vì có giới hạn của nó, kinh phí có giới hạn đó mọi người ơi. Em phát khẩu trang để đề phòng dịch bệnh anh, thì nếu mà anh chạy ráp anh chở khách thì anh đưa cho khách đeo. Chúc anh nhiều sức khỏe nhá. Đi. Chửi gì vậy? Gì vậy? Sao? Bà nói sao? Con có làm gì cô đâu mà cô chửi con. Không cần cho những người già chúng không cho những cái thằng nhỏ vậy không có cần chinh đúng không? Chúng cho chúng quen ghét người chúng cái này á, cái này á. Cần thiện mà chúng ghét người, chúng đừng nên làm. Già chúng cho chú trẻ chúng cho cái đó là già chúng cho không cho hả? Già chúng không cho trẻ chúng cho quay lại vô đi. Già chúng cho. Thôi. Bà không đáng để, bà không xứng đáng để nhận được món quà từ thiện này đâu. Đi, đi mọi người. Những cái người này á là mình kêu là xếp thẳng hàng, thẳng lối lại, cứ ngồi yên một chỗ đi. Cái hoàn cảnh này á là hồi nãy á thì Bang Bang đi lại với anh em mình xin khẩu trang, thì mình có nói là xếp hàng lại đi, cứ ở một chỗ đi, bây giờ đang có dịch thì anh em mình không cho được.
bây giờ đang có dịch thì anh em mình đi từ từ lên rồi anh em mình phát khẩu trang cho. Thì bà nó quậy rồi bà nó chửi anh em mình đòi vô đòi quấn người đập camera này kia thứ. Bây giờ mọi người xem thì mọi người hiểu rồi đó. Hồi nãy đây mình cho chưa cho hết đâu mọi người, là giật thì giật rồi nên chưa tản ra cái chỗ này mình mọi người. Những con người như vậy á thì mọi người không nên giúp đỡ, không có đáng để nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Anh nói cái địa chỉ luôn anh để cho người biết. Dù chỉ là 1,000 lẻ, cái địa chỉ của cái bà này là ở ngay đầu đường 3 tháng 2 luôn nha mọi người. Ngay đầu đường 3 tháng 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái địa chỉ là bà anh ngồi đây. Thì mọi người hãy lưu ý nha. Đây. Chú ơi, khẩu trang đâu chú không đeo vào? Có chứ, mà con gái đeo chưa kịp. Dạ. Mời con tặng cho chú hộp khẩu trang nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Đeo vô đi chú, đang có dịch. Vâng. Dạ, bọn con giúp cho người nghèo cô ơi. Cô nghèo vàng cô đeo đầy người luôn kìa. Con chào ông nha. Dạ, cảm ơn các con cháu. Dạ, ông năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 78. Vâng. Ông đeo khẩu trang phải kéo cao lên một chút xíu nữa. Đâu, đây này ạ, đến này ạ, đến này ạ. Tới đây này, tới đây này. Vâng, kéo cao lên. Đúng rồi. Không, kéo bên này thấp xuống một tí. Đúng rồi. Như vậy là đúng rồi đấy. Ông có khẩu trang chưa? Dạ, có, rồi. Dạ. Vâng, cháu phát cho ông một hộp khẩu trang nha. Dạ, cảm ơn các bạn, các cháu. Vâng, dạ. Đi. Con chào cô nha. Con đi phát khẩu trang á cô. Vâng. Dạ. Những người như này là đáng để cho mình tôn trọng. Đây con phát cho cô hộp khẩu trang nha cô. Cảm ơn các con á. Vâng. Con hiểu nhá. Dạ, làm tới giờ này mà chưa nghỉ nữa à cô? Không, cô chưa, cô còn lâu. Mấy giờ cô mới nghỉ? 10 giờ cô đây về. Vâng. 10 giờ cô đây về, cô phải có vấp ra, không phải cô về đây. À vâng, vậy chúc cô nhiều sức khỏe nhá. Cháu đi phát khẩu trang nữa. Dạ dạ. Vâng. Bà này xin gửi khẩu trang này cho đeo trong cái mùa dịch. Thì nay giờ là anh em mình đã phát xong 100 hộp khẩu trang rồi mọi người. Nói chung là cũng rất là mệt và cũng rất là hơi buồn một tí. Mình không thể nào mà mình nghĩ tưởng tượng ra được là một ngày có một ngày mình đi làm đi phát quà từ thiện mà mình bị người ta hành hung, người ta chửi. Cháu không thể ngờ luôn chú đẹp. Chú ngờ cái vụ đó. Sao về cái vụ này? Này tại người ta chắc cũng quen lỗ mãn quen rồi. Chứ còn theo như chú nghĩ là ví dụ như mình biểu ngồi đâu thì ngồi đó rồi xong người ta mình tới rồi mình phát rồi người ta chưa hết rồi người ta cứ song song tới mà trong khi mà đang dịch bệnh này nữa đông người tụ tập đông người cũng không được. Tại vì nhà nước á, là nói là không được tụ tập đông người mà lúc đó là bu vô đâu là 7-8 người đúng không? Đông lắm. Mình kêu là mọi người các cô chú ông bà cứ ngồi im một chỗ đi. Thì từ từ thì con sẽ phát lên, từ từ sẽ phát lên từng người. Xong rồi bà đó đứng bà đó chửi anh em mình luôn. Thế bà đập vô tay mình cái luôn này. Cặp vứt nước quấn vô trọng luôn mọi người. Dạ rồi mà rất là hung dữ luôn, quấn cũng còn khỏe lắm. Dạ rồi mà còn khỏe quấn đau luôn á. Đau không? Đau. Đau rồi, khỏe rồi. Thì nói chung là cái video này thì anh em mình sẽ kết thúc tại đây. Thì ngày hôm nay thì xảy ra cái chuyện này cũng như là một cái trải nghiệm nhớ đời của anh em mình là đi phát quà từ thiện cho người ta mà cuối cùng là bị người ta hành hung. Không thể ngờ luôn đó mọi người. Thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết cái video này của anh em mình. Nếu mà mọi người thấy cái video này của anh em mình là hay và ý nghĩa thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. Nếu mọi người xem hết video này và cảm thấy quan tâm anh em mình á vào những hoàn cảnh bên đường á, nên mình phát quà thì hãy để lại comment ở bên dưới để cho anh em quay trở lại giúp đỡ thêm cho mọi người. Và mọi người cảm thấy là cái bà hồi nãy mà hành hung anh em mình á, thấy bà đó như thế nào thì mọi người để lại bình luận ở bên dưới cho anh em mình biết nhá, xem là cái ý của mọi người như thế nào. Tạm biệt tất cả mọi người nhá, bye bye. Còn hai hộp khẩu trang này, dư hai hộp này cho chú Điệp đem về để chú đeo và đưa cho khách. Dạ. Đi. Để chú phát cho khách thôi. Vâng. Tạm biệt mọi người nhá. Bye bye.